Bây giờ đi về nhà ha, đi về nhà. Con cái đợi đừng thổi con kìa. Dạ. Ơ nó nghe là con nói bụng rồi sao? Về nhà con ăn cơm. Con nói bụng, bụng quá. Sao? Bụng sao? Có cái dao mà nổi. Cái dao mà đó bụng rồi sao? Dạ, tại vì mấy đứa đang chờ nó để được. Dạ, được rồi chị. Bốn giờ bạn mình ăn miếng nào? Chưa ăn cháo hồi 3 giờ tới giờ nó đây nó ba ngày trước dữ hả? Sáng nấu nước làm luôn. Bây giờ mình đâu có tiếng cảm ơn chi nữa ta, tại vì mình miền Trung với miền Trung nhau đâu có nói cảm ơn. Ừ. Mình chán nếp cây như vậy đó hả chị? Rồi, cái mình để nhân lên. Dạ. Mình chỉ là nhân đậu không hả? Không có nhân chuối hả? Nhân hộp thì nhân chuối nó mau đi rồi đâu có. Vậy là cái mục đích mình là cái nhân quay cái bánh nổi. Cái bánh này nó dài quá trời, rất dài. Mẹ mới đẹp chứ. Dạ, mà dài người cho cô. Cô quay cho cái nhân. Cái nhân dài nó phải dài. Dạ, mà con đẹp một cục. Ở đây thì không ai bảo ai, mỗi người một cái khâu hết. Và rất là lăn lẹ tay luôn. Chưa làm được. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phú Điền, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay thì anh em có dịp đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem thấy về nghĩa tình của người dân Đồng Tháp đối với những người đang chịu ảnh hưởng mưa bão của miền Trung. Và một điều đặc biệt ở đây đó là cô bác các anh chị ở đây gói bánh tét miễn phí để khuya nay vận chuyển về miền Trung thân yêu. Thì công việc đó như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào nơi mà các cô đang gói bánh đó. Vào thời điểm này thì Bùi Hồ đi cũng gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà thấy cô bác quý anh chị ở đây cũng rất là vui vẻ và náo nức và gói bánh nè. Vào thời điểm này thì Bùi Hồ đi cũng gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà thấy cô bác quý anh chị ở đây cũng rất là vui vẻ và náo nức và gói bánh nè. Xin chào cô. Ồ, hôm nay nhà mình vui quá hả cô ha? Dạ. Dạ. Cho tụi con, cho hai tụi con chào các cô, các chú nha. Dạ. Dạ. Ở đây là nhà của sư cô hả? Dạ. Cô Thiện. Dạ. Cái này là bánh gì ngoài? Bánh tét. Bánh tét nhưng đậu xanh. Đậu xanh. Đậu nhân chuối. Là mình gói bao nhiêu đòn ha ngoại? Cái này nãy được 150 rồi, mà giờ còn nữa chắc chắc cỡ 300 quá à. mấy gì? Bị mới mua chục ký nữa nè. Đi vô ngoài ta. Khuya ba bốn giờ chiều ta ba bốn giờ khuya ta đi, giờ đem về về hấp rồi ta đi nè. Là cái đòn nhỏ này đây. Dạ. Ba cái cỡ 300 đòn vậy đó. Mình gói là 300 đòn. Đây là 300 đòn, các nơi nữa, các chỗ trên Nghĩa An rồi nữa, trên chùa vậy nữa. Dạ. Nếp. Đây vui quá. Sao ai cũng biết kính lễ cho nào chứ không ai kính lễ cho nghe. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Con thấy khoảng hơn chục bà cô với bà khoảng gần 20 người. Dạ. Mấy bên Tiền Giang ta qua luôn đó nha. Cái này hai tỉnh luôn á, mấy tỉnh ở Mỹ nữa thì ở Mỹ An. Mặc dù là gói buổi trưa nắng này nhưng mà vẫn không thiếu tiếng cười ha. Rồi anh mượn nhờ mấy cô rồi phụ chứ. Dạ. Tại vì anh mấy cô này cho hay bất ngờ quá, người thành ra cô làm có kịp nên mới. Chứ không phải là nếu mà chuẩn bị trước thì ta gói nhiều hơn rồi. Trước đây là bánh tét thì thường mình gói bằng dây chuối, nhưng mà cái này là gấp quá nên mình phải sử dụng dây này hả cô hả? Dạ. Rồi bao lâu thì mình sẽ hấp? Tối nay mình hấp. Bây giờ là giờ đem đi đến 2-3 người đó. Mình hấp ở trên chùa Thiền Kim ha. Bây
Nắp bên trên đó xong rồi cái lọc phía này đi đó hồ. Dạ. Duyên nghiệp là ta gói. Cô gói vậy cô vui không? À, vui chứ. Mình làm phước như vậy mình vui lắm chứ. Dạ. Tại vì lúc đói mà. Một gói cái đó, gói thường thì một cái bánh như thế này là cô gói là khoảng bao nhiêu phút cô ha? Không biết luôn, nãy giờ luôn đó chị. Không có để gì hết. Dạ. Rồi hết, dạ. Rồi hết, hết rồi cái đi mua nó còn dư lá. Nhưng mà cô gói từ bao giờ đến bây giờ? Sáng tới giờ đó. Sáng giờ đó. Giờ. Chuẩn bị là 6 giờ chuẩn bị. Là cô đã gói được bao nhiêu đòn như thế này rồi? Không biết, không đếm. Không đếm. Giống như cụ cột vậy nè, còn hồi cái bó bó để nó không có đếm được 300 đòn. Dạ. Đi xe đi trên chùa. Thì gói xong thì tối nay thì hấp rồi khuya nay đem lên bị giờ đang hấp đó con. Dạ. Đang hấp bánh giảnh á. À. Bắt đầu cái hấp xong rồi là xe đi luôn. Dạ. Dạ. Ủa tại sao mình lại nghĩ ra cái cách là mình gói bánh tét hay cô ha? Xong nhiều khi nước ngập. Dạ. Rồi người ta không có chỗ nấu nướng, theo gì cũng dùng mì phải không, cũng chợ mì, thường thường là cũng chợ mì. Dạ. Mì là người ta phải nấu, người ta chế, nhiều người ăn đó thì ví dụ phải nước, chế. Dạ. Nước, ăn sống thì sợ đau bụng. Cái. Dạ. Này là dễ ăn. Ừ. Đang đói, lột ăn liền. Với lại cái này mình bảo quản được lâu nữa nè. Dạ. Ở đây con đếm tổng cộng là 1, 2, 3 thao nếp. Đó, với lại đậu xanh kìa. Ngoại năm nay nhiêu rồi ngoại? Ngoại ơi. Cô Năm năm nay bao nhiêu rồi? 50 rồi. 50 hả? Ủa này là sớm giờ cô Năm gói đây hả? Gói rồi chuyển đi ra đang chùa bác rồi. Cái công đoạn này người ta gọi là là nứt bánh phải không cô ạ? Đây phải gọi là nứt bánh. Dạ. Thật ra thì ở miền Bắc á, thì họ cũng đang gói bánh chưng. Mà miền Nam của mình á, thì gói bánh tét để gửi lên. Dạ. Thì mình sẽ dự định là gói trong vòng bao nhiêu ngày hay cô Năm ha? Hay là chỉ ngày nay thôi? Ngày nay hả? Dạ. Giờ hấp đó rồi, giờ tới chiều ăn rồi đó. Ở đây thì chắc mà lớn tuổi nhất là ngoại, là con không biết là bao nhiêu tuổi. Để cô nói với cô nghe nè. Dạ. Đây nè, cái bà cô đó là lớn tuổi nhất. Chưa? Là bao nhiêu cô? Bà lớn tuổi nhất mình 82. Ồ. Bà lớn tuổi nhất và là được huy chương. Là cô biết không? Tại vì không phải cô lớn tuổi mà cô không có nghe thì cô nghĩ là lớn tuổi. Hiểu chưa? Dạ. 82. Còn đây là 7. Cô kể 80 luôn đi cho chẳng chứ đây 80 nữa. Dễ đặng cô lên tổng đài cho dễ đấy. Dạ dạ. Còn đây dưới đây là ngang là còn nhỏ nhất đó là kế là cô. Cô còn 2 tuổi, cô mới 60. Không, nhưng mà hút tuổi lao động hết rồi. Thao nếp như vậy thì mình sẽ qua đây để xem cái công đoạn mà các cô chú ở đây mà đang ngào nếp nè. Đó. Đây là cái không gian bếp chuẩn bị. Dạ chào cô nha. Đây. Nếp mình ở đâu cô hả? Cô đang ngâm thêm chục ký nữa. Dạ. Ừ, sáng giờ cũng 3 ký rồi, giờ thêm cơ. Sáng giờ mệt dữ không cô? Cái này là 10 ký nữa đây hả cô hả? Dạ. Nhưng mà có điều em hỏi nè, là ở đây là mình làm ruộng nhiều hả cô hả? Ừ. Làm ruộng hôm nay mình không có đi đồng sao mà mình lại đây mình phụ. Làm gì á? Ờ. Không đi ở nhà. Mình dính ít thời gian nay để mình làm cái việc thiện mà. Mình đổ vô vậy là mình xào một chút nước, rồi, nước lại hay gì. À, xào chút cho nó khô. Rồi, cái này là như nó bẩn vậy đó. Cái này chắc ít nước lắm rồi. Dạ. Nứt bánh rồi hấp rồi chuyển nè, rất là nhiều công đoạn. Rồi con chào các cô nha. Dạ cô. Thật ra thì cái tục mà gói bánh tét á là chỉ có ở miền Tây thì chỉ có ngày Tết thôi, hoặc là ngày giỗ thôi. Nhưng mà hiện nay thì không Tết, không phải là không khí Tết, hoặc là
Nhưng mà người miền Tây vẫn đang hưởng ứng rất là nhiệt tình để cái này là bánh này là mình gói xong rồi mình đem đi hấp. Hấp chắc cũng khoảng vài tiếng rồi. Ô, nhìn cái bánh mà xong đẹp ghê luôn á. Vậy là mỗi một người là được hai đòn bánh như thế này. Dạ. Đây vô sẵn là mỗi người hai cái ăn được khoảng 4-5 ngày vậy đó. Bánh này là mình hấp xong đi hả thầy? Đúng rồi, bánh này mình hấp xong là mình để cho nó gáo rồi mình đem đi để cho nó không bị thiêu. Hiện nay thì mình đã cái công đoạn mà mình hấp là hấp được bao nhiêu bánh rồi thầy? À, nếu mà tính tổng số thì hiện tại là được 2.000 bánh. Dạ. Ở tại chỗ đây thì ở huyện Tháp 10 mình là làm 1.000. Dạ. Còn ở thành phố chỗ Mega Thảo Điền thì trên đó là làm 2.000 nữa. Dạ, 3.000 bánh. 1.000 đó là tổng cộng mình đi được 2.000. Dạ. Thì khuya nay khoảng mấy giờ mà là đoàn mình sẽ đi ra miền Trung? Phát. Dạ. Dự định thì mình sẽ đi phát ở những cái tỉnh nào hả thầy ha? À, trước mắt thì Quảng Nam. Dạ. Quảng Nam là 500 phần. Dạ. Rồi nếu mà bão vô mà nó không ảnh hưởng gì á thì dạ, mình sẽ phát tiếp tục Huế với Quảng Trị, Quảng Bình. Dạ. Thầy có hỏi nghe. Mỗi một cái bánh như thế này nè thầy. Ừ. Là mỗi một phần như thế này là cho một cá nhân hay là sao? Đúng rồi, cho một phần quà kèm theo một phần quà. Mình làm như thế này là mình đã ý tưởng này đã lâu rồi hay là mới đây thầy? À, cái lò này thì có sẵn, còn ý tưởng hấp bánh là mới sáng nay. Dạ. Mình hấp đây này. Hấp chừng 3 tiếng à. Em cứ nghĩ là giống như cái lò cái sửng của mình cô. Ờ đúng rồi. Hấp cái này nó tiện hơn. Một lần hấp gần 100 bánh thôi thôi. Dạ. Mỗi một cái dĩ này là bao nhiêu cô? Mỗi một cái dĩ vậy là 22 đòn, một 10 cái dĩ là 200 mấy chục đòn. Vậy là mình hấp một lần được 200 mấy chục đòn. Nếu mà 10 dĩ là hấp được gần 300 tại dạ, vì mình thiếu sửng, mình thiếu sửng đó. Dạ. Mình hấp bằng hơi nước ở dưới lên hết luôn. Đây là cái bếp lò đơn giản vậy thôi. Ờ cái này là củi hả thầy? Củi nha. Dạ. Củi sử dụng củi. À đun bằng bếp củi. Dạ. Hay quá. Dạ. Điện. Dạ không. Dạ. Điện tốn tiền quá chị không nổi. Cái thời gian nó hấp nó mau hơn so với mình hấp bằng cái lò kia không. Nó cũng như nhau thôi, cũng dạ. 3 tiếng. Dạ. Hấp 3 tiếng thì nhưng mà này nó nhanh nó đều hơn. Ồ, chín đều nó nhờ ra. Dạ nghe mèo mùi nếp thơm quá. Dạ. đó làm xôi làm nhân rồi sáng đi ăn cho mọi người. Vậy là sáng nay khuya nay thầy đi luôn. Đúng rồi, đi là mình khoảng được 20 tấn hàng. Dạ. Hồi nãy chắc có nó dài dài nó giữ lắm mới một xe tải chở hàng riêng hả thầy? Một xe tải 10 tấn chở hàng với hai chiếc xe khách chở hàng nữa là tổng cộng là 20 tấn á, mình chở được 20 tấn hàng. Dạ. Mình chở khoảng gần trên dưới gần 22.000 mì. Đây là xôi nha cô. Ờ xôi cô chửi thằng xôi nè, tặng mà Huy đem theo cho quý vị. Khoảng 2-3 tấn quần áo. Dạ. Ồ. Rồi mặc dù là ở ngoài kia thì bị bão lũ nhưng mà ở trong này cái công việc mà chuẩn bị cứu trợ thì cũng khẩn trương hay cô? Khẩn trương và nhiệt tình. Thì thôi con chúc nguyên đoàn mình ở chùa mình đi